Hội Anh Em Dân Chủ tổ chức ngậm đô la bán rẻ đất nước. Từ lâu, Hội Anh Em Dân Chủ ra đời với danh nghĩa một tổ chức xã hội dân sự tiêu chí vì một nước Việt dân chủ, văn minh, pháp trị, nhưng lại thường xuyên kích động biểu tình, bạo loạn, gây rối trật tự, làm bất ổn tình hình, đi ngược lại với lợi ích của đất nước và dân tộc Việt Nam. Lớp áo ngụy tạo đi ngược với lợi ích của quốc gia và dân tộc. Hội Anh Em Dân Chủ là một tổ chức còn non trẻ, được thành lập từ năm 2013 do Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội và Đinh Nhật Uy sáng lập. Ngày 23 tháng 4 năm 2013 được coi là ngày khai sinh của Hội Anh Em Dân Chủ. Các đối tượng sáng lập tung lên mạng xã hội dự thảo, cương lĩnh, điều lệ, logo của hội. Nguyễn Văn Đài giữ vai trò thủ lĩnh và là hạt nhân của tổ chức này. Dưới sự điều hành của Đài, Hội Anh Em Dân Chủ đã tập hợp những đối tượng bất hảo. Phương hướng hoạt động của Hội Anh Em Dân Chủ là bản sao và nối tiếp các phương thức hoạt động trước đây của nhóm Sáng Kiến Vì Công Lý. Lấy mạng xã hội để làm vũ khí được coi là một thủ đoạn của Hội Anh Em Dân Chủ vì tại thời điểm này mạng xã hội chưa được quản lý chặt chẽ, có nhiều lỗ hổng để các đối tượng luồn lách, hoạt động chống phá khá thuận lợi. Tại đây, Hội Anh Em Dân Chủ đã điên cuồng viết bài, đăng tin xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền trong nước, vu cáo, bịa đặt, vu khống, hạ uy tín các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam với mục đích gây bất ổn chính trị xã hội ở trong nước. Bên cạnh đó, Hội Anh Em Dân Chủ còn phát triển một kênh YouTube mang tên Lương Tâm TV với những video xuyên tạc chủ trương và chính sách của Việt Nam. Đồng thời, tổ chức này còn có hành động cõng rắn cắn gà nhà khi phiên dịch nội dung các video trên ra tiếng Anh nhằm phục vụ các tổ chức ở nước ngoài chống phá Việt Nam. Để mở rộng tổ chức, Hội Anh Em Dân Chủ đưa ra thủ tục tham gia hội nhóm rất đơn giản. Mỗi cá nhân chỉ cần có một tài khoản Facebook để gia nhập vào diễn đàn của hội. Khuyến khích các thành viên sử dụng logo của hội làm ảnh đại diện của mình. Bên cạnh đó, các thành viên cần có một tài khoản Skype và FanTalk để hoạt động, trao đổi, sinh hoạt, điều hành, chỉ đạo, phân công hoạt động giữa các thành viên trong tổ chức. Với thủ tục đơn giản, mạng lưới chân rết của Hội Anh Em Dân Chủ phát triển mạnh. Chỉ tính đến năm 2018, tổ chức này đã phát triển và còn có chi nhánh ở hầu như khắp cả nước. Khoác vỏ bọc dân chủ, nhân quyền, Hội Anh Em Dân Chủ trở thành nơi tập hợp các phần tử tiêu cực, tham gia nhiều cuộc biểu tình, kích động, gây rối ở nhiều địa phương. Những kẻ đứng sau tổ chức này đã xúi giục người tham gia biểu tình chống Trung Quốc mỗi khi nước này có hoạt động gây căng thẳng trên Biển Đông. Đặc biệt, lợi dụng sự cố môi trường biển ở các tỉnh miền Trung vào tháng 4 năm 2016, cùng với các thế lực chống đối khác, Hội Anh Em Dân Chủ đã ra sức lôi kéo người dân tham gia biểu tình dưới cái gọi là công lý, tự do, dân chủ, tuần hành biểu tình vì môi trường. Vì mưu đồ chính trị cá nhân, chúng sẵn sàng đẩy người dân vào cảnh nổi da nấu thịt, làm gián đoạn hoạt động lao động, sản xuất, hậu quả cuối cùng ảnh hưởng trực tiếp lên miếng cơm manh áo của người dân và cả kinh tế các địa phương. Chưa dừng lại ở đó, với sự phát triển như vũ bão của mạng xã hội, những thông tin độc hại, xuyên tạc của Hội Anh Em Dân Chủ ngày càng tiếp cận với nhiều người Việt. Nguy hại hơn, đối tượng mà tổ chức này chú trọng dụ dỗ, lôi kéo là các thanh niên, đặc biệt là sinh viên, chưa có nhận thức đầy đủ. Đây là nước cờ cao tay bởi một số thanh niên, không những dễ lung lay, mà đây còn là chủ nhân kế cận của đất nước. Tương lai của Việt Nam, thịnh hay suy đều phụ thuộc vào những con người này. Rõ thấy, mọi hành động của Hội Anh Em Dân Chủ đều đi ngược lại với lợi ích của quốc gia và dân tộc. Tổ chức ngậm đô la bán rẻ đất nước. Thời gian vừa qua, Hội Anh Em Dân Chủ không ngừng đánh bóng tên tuổi, tích cực hoạt động, đăng tải các bài viết xuyên tạc, vu cáo Việt Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm dân chủ, nhân quyền, ra yêu sách đòi thả các đối tượng vi phạm pháp luật. Mục đích của hàng loạt hành động này là hy vọng nhận được tiền tài trợ của các thế lực phương Tây. Thậm chí, tổ chức khủng bố Việt Tân còn liên tiếp bơm tiền cho Hội Anh Em Dân Chủ. Chúng yêu cầu Nguyễn Văn Đài tổ chức các khóa huấn luyện đào tạo cách thức chống phá chính quyền,
dưới hình thức bất bạo động hay cách thức vượt tường lửa đối phó với cơ quan chức năng. Sự thối rữa tư duy ngày càng giúp họ đến gần với địa ngục lòng tham. Tham tiền chứ chả phải vì mục đích tốt đẹp gì cho đất nước và người dân. Họ luôn luôn kêu gọi đấu tranh cho dân chủ, nhưng lại là nơi tập hợp những kẻ vô công dỗi nghề. Thế nên, hội anh em dân chủ chẳng đại diện cho lợi ích của cộng đồng, nhóm dân cư nào cả. Những kẻ thuộc tổ chức này đã bị những đồng tiền bẩn làm cho mở mắt vì mục đích và động cơ vật chất, chính trị khác nhau để thỏa mãn lợi ích cá nhân của mình. Nguyễn Văn Đài, kẻ cầm đầu hội anh em dân chủ, đội lốt luật sư. Đi sâu tìm hiểu hàng ngũ cốt cán của tổ chức này mới nhận ra sự chống phá ác liệt của hội anh em dân chủ đến từ những cái tên chống đối nổi cộm như luật sư Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Đinh Nhật Uy, Hà Đông Xuyến, Lê Thu Hà. Thủ lĩnh của hội là Nguyễn Văn Đài, tuy được đào tạo tử tế nhưng do thiếu ý thức rèn luyện, sớm có tư tưởng lệch lạc, đề cao lối sống hưởng thụ, thực dụng, Nguyễn Văn Đài đã trượt dài trên vi phạm, sai lầm, nối tiếp sai lầm. Dù đã bị phạt tù 4 năm về tội hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, nhưng Nguyễn Văn Đài vẫn ngựa quen đường cũ, lún sâu vào các hoạt động chống phá đất nước dưới cái mác luật sư. Với kinh nghiệm chống phá, Nguyễn Văn Đài còn thường xuyên biên soạn các bài viết có nội dung xuyên tạc sự thật, xuyên tạc lịch sử, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Nguy hiểm hơn, Đài còn đứng ra tổ chức các hoạt động hội thảo, huấn luyện cách thức đấu tranh bất bạo động tại nhà thờ Thái Hà và ở nhiều địa phương khác. Kết quả của những đợt huấn luyện biểu tình chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến những cuộc biểu tình ôn hòa ở giáo xứ Thái Hà, Hà Nội năm 2011, bạo loạn ở Bình Thuận năm 2018. Lôi kéo là chưa đủ, tổ chức này còn mua chuộc những đối tượng bất hảo, thậm chí là đối tượng nghiện hút để tham gia một số ít cuộc bạo loạn của tổ chức này gây ra. Hà Đông Xuyến, mỹ nhân trong làng dân chủ. Tham gia điều hành hội anh em dân chủ còn có đối tượng Hà Đông Xuyến, ủy viên trung ương tổ chức khủng bố Việt Tân. Không phải nghiễm nhiên mà đối tượng này tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân với tư cách ủy viên trung ương, bởi có bề dày thành tích chống phá Việt Nam ác liệt và là một trong những thành viên khủng bố bị Bộ Công an nhận diện. Hà Đông Xuyến là thạc sĩ tâm lý, được giới chóp bu Việt Tân khai thác để mồi chài các đối tượng có tư tưởng chống đối, tham gia các hoạt động chống phá tại Việt Nam như Lê Công Định, Hồng Thuận, Đỗ Nam Hải. Với kiến thức tâm lý được đánh giá ở trình độ thạc sĩ, Hà Đông Xuyến như một nhân viên có doanh số cao trong việc lôi kéo được những tên tuổi chống đối có số má vào các tổ chức chống phá. Có thể lấy việc lôi kéo luật sư Lê Công Định là ví dụ minh họa rõ nét nhất khả năng dụ dỗ hơn người của Xuyến. Cái kết của những kẻ bán rẻ lương tâm. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, những hoạt động của hội anh em dân chủ không thể qua được mắt của lực lượng chức năng. Các đối tượng từ kẻ cầm đầu lần lượt xả lưới pháp luật. Ngày 5 tháng 4 năm 2018, Nguyễn Văn Đài cùng các đối tượng Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Chuyển, Trương Minh Đức, Lê Thu Hà đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cũng hành vi đó, các đối tượng chân rết như Trần Thị Xuân, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Văn Tráng đều lần lượt bị lên thớt. Việc truy quét các đối tượng cốt cán của hội anh em dân chủ là điều cần thiết, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, làm trong sạch mạng xã hội vốn đã quá nhiều thông tin độc hại. Trên hết, đó là bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người dân và đất nước. Tuy nhiên, nếu chỉ một mình cơ quan chức năng quyết tâm thôi thì khó có thể loại bỏ hết mạng lưới chân rết của hội anh em dân chủ và các tổ chức phi pháp tương tự khác. Chính vì vậy, mỗi người dân cần chung tay, đồng lòng, tỉnh táo trước mọi luận điệu tiêu cực và kiên định lên án những hành vi gây ảnh hưởng đến lợi ích của chính mình và đất nước.